Chào các em, chúng ta tiếp tục với môn học điện tử công nghiệp. Hôm nay chúng ta sang chương thứ 3. Ở chương này sẽ đi về các cái bộ chỉnh lưu. Phần đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các em đó là chỉnh lưu là một cái chức năng mà biến đổi tín hiệu xoay chiều thành một cái tín hiệu một chiều. Chúng ta có thể phát biểu tương ứng với lại cái điện tử công suất lớn là biến đổi từ cái công suất xoay chiều thành cái công suất một chiều. Về ứng dụng của chỉnh lưu là nó dùng là một cái nguồn một chiều để cấp cho các cái thiết bị khác nhau, ví dụ như là các thiết bị mạng, thiết bị hàng, hay là cấp nguồn cho các cái động cơ một chiều ở trong công nghiệp, dùng làm nguồn một chiều cho các cái bộ biến tần hoặc là biến đổi cái điện áp xoay chiều thành một chiều để mà nó truyền tải điện một chiều. Công suất của các bộ chỉnh lưu thì có thể từ nhỏ cho đến lớn và thậm chí có thể rất lớn, hàng trăm megawatt. Trước tiên thì chúng ta xét cái chỉnh lưu một pha không điều khiển. Ở chỉnh lưu một pha không điều khiển, chúng ta sẽ dùng diode. Và có những cái cách thức chỉnh lưu khác nhau. Thì trước tiên chúng ta xét cái chỉnh lưu bán kỳ. Để đơn giản chúng ta bỏ qua cái sụt áp rơi trên diode. Thì nó cũng tùy vào cái con diode của mình là công suất nhỏ hay là công suất lớn và các cái vật liệu chế tạo thành diode cũng như là cái cách thức chế tạo mà cái sụt áp này khác nhau thì nó có thể từ 0,2 0,3 V. Đối với Germany của những con diode tín hiệu hay là 0,6 0,7 V đối với silicon hoặc có thể lớn hơn có thể lên vài volt. Đấy. Đối với các cái diode công suất cao chẳng hạn như thế. Đối với chỉnh lưu bán kỳ thì chúng ta sử dụng một con diode và ở trong cái bán kỳ dương tức là từ 0 mà cho đến omega t. Đấy, từ 0 mà cho đến omega t thì chúng ta có VO là cái điện áp trên tải. Điện áp trên tải thì nó bằng với VI bởi vì là nó cho phép cái dòng nó đi từ dương sang âm, tức là diode được phân cực thuận cho nên là ở bán kỳ dương thì cho phép cái dòng đi từ dương qua âm của diode và đi qua tải, cho nên mình sẽ có là VO bằng VI và bằng căn 2 VI sin omega t. Đấy. Nếu như cái VI của mình đã có dạng là VI bằng căn 2 VI lớn sin omega t thì như vậy mình sẽ có VO bằng VI trong cái khoảng thời gian này. Còn trong cái khoảng thời gian mà từ omega t nó từ pi mà cho đến 2 pi thì lúc này á là diode bị phân cực nghịch cho nên là nó VO bằng 0, VO bằng 0. Hoặc nếu mà mình chia ly một chút á thì chỗ này nó sẽ có cái dòng ngược qua diode. Thì cái dòng ngược này á là nó sẽ âm xuống nhưng mà giá trị của nó rất là nhỏ. Đó, như vậy á là điện áp trên R nó sẽ bằng là cái dòng ngược này nhân cho R. Nó nhân cho R. Như vậy chúng ta sẽ có được cái điện áp ở bán kỳ âm. Tuy nhiên nó khá nhỏ so với lại cái điện áp ở bán kỳ dương. Do đó thông thường thì chúng ta sẽ bỏ qua nó. Và khi chúng ta đã chấp nhận bỏ qua rồi á, thì chúng ta đi tính giá trị trung bình. Cũng theo cái công thức mà chúng ta đã tính. Tức là VO trung bình thì nó sẽ bằng là 1 trên T. Chu kỳ đó ha. Tích phân từ 0 đến T. Thì 0 đến T tuy nhiên cái tín hiệu của mình nó chỉ tồn tại từ 0 mà cho đến pi thôi. VOTDT. VOTDT. Như vậy mình ráp vào thì nó sẽ bằng là 1 trên 2 pi, chu kỳ là 2 pi. Đấy. Tích phân từ 0 đến pi căn 2 VI sin omega t d omega t. Và chúng ta tính ra được á, là nó sẽ bằng là căn 2 VI trên pi, tức là bằng VM chia cho pi. Chúng ta muốn tính cái dòng qua tải thì ta sẽ có là IR là bằng là VO chia cho R, nếu như chúng ta có tải là tải R. Thì đấy chính là cái dòng, cũng là cái dòng trung bình qua diode. Điện áp ngược lớn nhất đặt trên D thì khi mà
trong cái khoảng thời gian từ 0 đến 2π thì lúc này á cái điện áp ngược nó đặt lên trên con diode chính là cái VM này. Bây giờ chúng ta sang chỉnh lưu toàn kỳ. Thì đối với cái chỉnh lưu bán kỳ, cái dạng sóng nó ra nó rất là nhấp nhô và cái giá trị trung bình là nó nhỏ, cho nên cái hiệu suất nó không cao. Ở đây chúng ta sẽ dùng hai con diode và một cái biến thế có ba ngõ ra đối xứng để chúng ta thực hiện một cái mạch chỉnh lưu toàn kỳ. Nếu như các bạn che đi, các bạn chỉ quan tâm đến một nửa cái mạch ở thứ cấp thôi, thì các bạn thấy à như vậy hình như đó là một cái chỉnh lưu bán kỳ. Và tiếp tục cái nhánh ở bên dưới này thì nó là một cái chỉnh lưu bán kỳ nữa. Như vậy chỉnh lưu toàn kỳ là mình ghép hai cái phần chỉnh lưu bán kỳ lại với nhau đấy, để cho nó hoạt động tương ứng với hai cái bán kỳ dương và âm của tín hiệu. Đối với cái biến thế nguồn thì bây giờ mình sẽ cần có một cái biến thế có ba ngõ ra ở cùng thứ cấp và nó đối xứng với nhau. Đối xứng với nhau. Thế thì trong cái khoảng từ 0 mà cho đến 2π, khoảng từ 0 đến 2π thì cái tín hiệu của mình VO ngõ ra nó sẽ bằng là trục tuyệt đối của VI. Như vậy nó sẽ bằng là căn 2 VI sin omega t. Và chúng dễ dàng chúng ta đi tính cái giá trị trung bình. Như vậy ta sẽ đến từ 0 đến 2π. Và trong cái khoảng từ 0 đến 2π này cái lấy tích phân từ 0 đến 2π V0 dt. Và như vậy ta ráp vào thì nó là 0 1 trên 2π tích phân từ 0 đến 2π trục tuyệt đối của căn 2 VI sin omega t dt. À, đây là chúng ta tính tổng quát. À, nhưng mà cái bài này chúng ta cũng có thể tính một cách đơn giản là gì? Cái chu kỳ tổng quát của nó là từ 0 đến 2π, nhưng mà mình nhìn cái dạng sóng ở đây á thì cái chu kỳ của nó là gì? Từ 0 đến π. À, như vậy nếu mình tính từ 0 đến π á, là mình chỉ tính trong một cái bán kỳ thôi. Còn ở đây nếu như mình tính từ 0 đến 2π thì mình tính theo công thức tổng quát như thế này. Và khi chúng ta thay vào thì chúng ta cũng ra được là căn 2 VI trên π và nó như vậy nó bằng là 2 VM chia π. Từ đây chúng ta có thể tính được cái dòng qua tải, dòng IR thì nó sẽ bằng là VO0 chia cho R, VO0 trung bình chia cho R. Và cái dòng trung bình đi qua các cái diode 1 và 2 thì nó sẽ bằng là IR chia cho 2. À, vì sao như thế? Thì có thể là chúng ta đi tính từ cái công thức hoặc là chúng ta thấy là gì? Cái D1 á, là nó dẫn trong một bán kỳ và D2 nó dẫn trong một cái bán kỳ. À, cái dòng IR ở cái bán kỳ thứ nhất thì nó bằng với D1. Ở cái dòng IR ở cái bán kỳ thứ hai thì nó bằng với ID2. Còn cái điện áp ngược mà đặt trên diode thì ở bán kỳ dương chẳng hạn thì D1 dẫn và lúc này mình có cái áp từ A đến C là VM và lúc này cái áp từ C đến B cũng là VM và toàn bộ cái điện áp này đặt lên trên cái con diode D2 cho nên là mình sẽ có cái điện áp ngược là 2 VM. Như vậy cái ưu điểm của cái chỉnh lưu toàn kỳ trong cái chỉnh lưu bán kỳ là cái dạng sóng của mình nó thực hiện đối với cả hai bán kỳ nó ít có nhấp nhô hơn, cái đường trung bình của mình nó cao hơn so với lại là chỉnh lưu bán kỳ. Nhưng mà cái nhược điểm ở đây là cái biến thế của mình nó cần phải cái biến thế ba ngõ ra thì nó sẽ nặng về cái chi phí ở chỗ này. Và cái thứ hai là cái điện áp ngược đặt lên trên diode là được tăng lên gấp đôi, như vậy là nó không có an toàn. Thì chính vì cái lý do đó cho nên là cái mạch chỉnh lưu toàn kỳ á người ta lại ít có dùng, mà người ta lại dùng một cái mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu diode. Đó. Thì thay vì dùng một cái biến thế ba ngõ ra ở đây thì chúng ta xét luôn à, như vậy ta dùng một cái cầu diode gồm bốn cái con diode như thế này. Ừ. Thì nó sẽ mắc theo từng cặp, tức là hai cái đầu N nó mắc với nhau và hai cái đầu B nó mắc với nhau à, liên tiếp như vậy. À, thì ở đây á, là nó sẽ lấy ra được cái tín hiệu dương và ở đằng đầu bên này nó lấy tín hiệu âm. Ở bán kỳ dương thì D1 dẫn, bán kỳ dương D1 dẫn và D2 dẫn, cho nên cái dòng nó sẽ đi qua D1, qua tải, qua D2 về âm. Còn bán kỳ âm á, thì ngược lại là ta có D3 dẫn, bởi vì khi bán kỳ âm là cái chỗ này nó dương, cho nên D3 dẫn, còn này âm cho nên là D4 dẫn. Còn D1, D2 tắt, cho nên cái dòng nó sẽ đi qua D3, qua tải, về D4.
Thì ở cả hai bán kỳ cái dòng của mình nó đều chạy từ trên xuống dưới cả. Do đó mình sẽ có được cái dạng sóng là giống như chỉnh lưu toàn kỳ, đấy, không có gì khác cả. Đấy. Và cũng vì như vậy cho nên nếu chúng ta bỏ qua cái sục áp chơi trên các cái diode thì mình cũng có được là cái điện áp ở ngõ ra nó cũng giống y như chỉnh lưu toàn kỳ thôi. Đấy. Và cái điện áp trung bình cũng bằng là 2 VM trên pi dòng qua tải thì nó cũng bằng VO trung bình chia R. Dòng đi qua các cái diode 1 và 2. Đấy. À, thì trong trường hợp này á, là một cái con diode, một cặp diode được dẫn ở trong một cái bán kỳ. Cho nên cái dòng trung bình đi qua các cái diode 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ bằng là IR chia cho 2. Còn cái điện áp ngược lớn nhất đặt lên trên diode thì lúc này á là nó điện áp đặt lên diode thì mình sẽ có là gì khi mà D1 dẫn chẳng hạn, D2 dẫn, D1 và D2 dẫn thì D3 và D4 tắt. Cho nên chúng ta sẽ có cái VM nó đặt lên trên con D3 và D4. Cho nên mình sẽ có cái giá trị điện áp ngược là bằng là VM chia cho 2. Từ đó cái chỉnh lưu cầu này nó có cái độ an toàn cao hơn so với lại là chỉnh lưu toàn kỳ. Chúng ta xét thêm một cái mạch phụ trợ nữa, đó là một cái mạch lọc. Mạch lọc. Đối với mạch lọc thì chúng ta có thể có nhiều cái cách thức khác nhau. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể dùng một cái tụ điện cho nó đơn giản thôi. Như vậy ta dùng một cái mạch lọc tụ C. Ta lợi dụng cái tính chất của tụ là điện áp trên tụ không đột biến và cái điện áp của tụ nó sẽ được tăng hoặc là nó sẽ giảm dần tùy theo cái chiều nạp xả của tụ. Ví dụ ở trong bán kỳ dương, đấy, trong bán kỳ dương, đây là cái chiều theo thời gian và ở bán kỳ dương thì D1 và D2 dẫn, bán kỳ âm thì chúng ta cũng có D D3 và D4 dẫn, mà cái hình này nó không thể hiện ra. D3 và D4 dẫn, tương tự như vậy bán kỳ dương ha. Và bán kỳ tiếp theo thì ta cũng có D3 và D4 dẫn. D1, D2. Đây D3, D4, rồi D1, D2. Rồi D3, D4 chẳng hạn. Thì khi mà D1, D2 dẫn thì cái dòng nó chạy qua R và lúc này nó cũng chạy qua C. Cho nên là nó nạp cho tụ C của mình là một cái điện áp nhất định. Nhưng mà cái điện áp ở trên tụ thì nó sẽ không bằng được cái trường hợp là mình không có tụ. Đấy, không có tụ cho nên là vì nó nạp rồi nó chậm hơn. À, khi nó nạp thì nó sẽ chậm hơn là không có tụ. Cho nên đó là cái điện áp của trên tụ nó thấp hơn như thế này. Đấy. Nhưng nếu như á, là mình không có tụ á, thì đến cái thời điểm là cái điện áp của mình nó đi xuống như thế này thì cái nếu mà không có tụ thì nó cũng sẽ đi xuống như thế này. Nhưng mà khi có tụ á, là nó sẽ đi ngang như thế này. Đó, nó đi ngang như thế này. Đấy. Như vậy ta thấy là đây là cái điện áp trên tụ. Và khi không có tụ thì nó sẽ đi ngang như thế này. Đấy, tương tự như vậy đối với cái bán kỳ âm á, thì nó cũng sẽ nạp và nó xả. Đó. Xong rồi nó nạp, nó xả. Thì càng ngày á, thì cái điện áp trên tụ đó sẽ càng tiến về cái giá trị đỉnh này và nó ít. Nó sẽ ít hạ xuống hơn là cái những cái chu kỳ ở ban đầu. Và tùy theo cái giá trị của tụ là tụ có dung lượng nhỏ hay là dung lượng cao. Ví dụ ở đây chúng ta có cái tụ dung lượng nhỏ thì nó nạp nhanh đầy nhưng mà nó xả thì nhanh hết, nó nhanh xuống không. Nhưng nếu như chúng ta tăng cái tụ này lên là 50 microfarad thì cái thời gian chúng ta nạp là nó lâu đầy hơn, nó đường này nó sẽ thấp hơn nhưng mà khi xả thì nó sẽ lâu hết cái năng lượng ở trên tụ hơn. Cho nên chúng ta sẽ có được một cái đường ngõ ra nó khá là bằng phẳng như thế này. Đấy, so với lại chúng ta dùng một cái tụ nhỏ. Và tùy theo cái tải của mình nữa, nếu như cái tải của chúng ta mà có cái điện trở nó lớn thì lúc này cái đường điện áp ngõ ra hoặc dòng điện ngõ ra của mình nó càng phẳng. Còn nếu như cái tụ của ta mà xin lỗi cái tải của chúng ta mà là một cái điện trở có giá trị nhỏ thì cái tín hiệu trên tải của mình nó sẽ càng nhấp nhô. À, mạch chỉnh lưu 3 pha không điều khiển.
Ở trong cái chỉnh lưu ba pha thì chúng ta cũng có thể dùng chỉnh lưu bán kỳ theo cái nguyên lý giống như chỉnh lưu bán kỳ. Cứ mỗi pha như vậy ở một cái đường dây thì chúng ta dùng một con diode trên mỗi mỗi đường dây pha, thì chúng ta dùng một con diode. Các bạn có thể nhìn thấy các cái tín hiệu của mình, VA là cái đường màu đỏ như thế này. Nó có sẽ có dạng sóng là VM sin omega t. VB là bị lệch pha đi 120 độ. Đó, như vậy là cũng là cái tín hiệu hình sin này, nhưng mà mình vẽ nó lệch pha đi 120 độ. Đó. Như vậy chỗ này là 0 thì ở chỗ này là 120. Ta có cái VB. Cái sang VC là nó lệch pha 240 độ. Như vậy là ở đây 0, 120 và đây là 240 độ. Đó là cái đường VC. Thế thì bây giờ là mình dùng ba con diode mắc song song như thế này ở tương ứng với các cái pha như thế này, và cái điện trở của mình nó sẽ nối với lại cái pha không. Thì lúc này khi nào mà cái điện áp của cái pha mà lớn hơn, các bạn để ý là các cái pha này nó chập lại thành một cái đường, là chập nhau tại một điểm ở sau khi cực N của diode, thì nó chập nhau lại thành một điểm như thế này. Như vậy cái điện áp nào mà lớn hơn á ở V ở cái ngõ vào diode, tức là ở cái cực P của diode, cực dương của diode, mà cái điện áp nào lớn hơn á thì lúc này á là cái con diode đó nó sẽ dẫn. Như vậy chúng ta thấy là về cái khoảng thời gian từ 30 độ cho đến là 150 độ á, thì D1 nó dẫn. Tương tự như vậy á, là từ 150 độ mà cho đến 270 độ á, thì D2 dẫn, và từ 270 độ cho đến 390 độ á, thì ta có là D3 dẫn. Như vậy là gì? Trong cái khoảng thời gian từ 0 cho đến 150 độ thì cái điện áp VDC thì nó sẽ bằng là VA. VA. Còn từ 150 độ đến 270 độ thì cái VDC, cái V một chiều này nó sẽ bằng VB, và tương tự như vậy. Cái khoảng thời gian từ 270 cho đến 390 độ thì ta có là VDC nó sẽ bằng là VC. Nó bằng VC. Và cái điện áp ra của mình như vậy là mình sẽ có cái ba xung. Và cái chu kỳ ở đây á là từ 30 cho đến 150 độ. Đấy, như vậy nó sẽ là 120 độ. 120 độ có nghĩa là chu kỳ là 360 chia cho 3, tức là t trên 3 so với lại cái tín hiệu gốc ban đầu. Người ta đi tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu. Thì chúng ta thấy là cái điện áp sau cái chỉnh lưu á, là nó là những cái phần ở phía trên này, cho nên nó có cái chu kỳ là pi trên 3, tức là t trên 3. Như vậy chu kỳ của mình là bằng 2 pi trên 3, cho nên là công thức của mình sẽ 1 trên 2 pi trên 3. Và mình đi tính tích phân là từ pi trên 6 mà cho đến 5 pi trên 6. Đó, từ pi trên 6 đến 5 pi trên 6 của cái điện áp này VM sin omega t dt. Thì mình tính ra được nó bằng là 3 căn 6 V trên 2 pi. Đấy. Cái dòng trung bình qua tải thì nó sẽ bằng là áp trung bình mà chia cho R. Dòng trung bình qua mỗi diode thì nó sẽ bằng là cái dòng trung bình qua tải mà chia cho 3, bởi vì là cứ một cái T trên 3 như thế này, một cái 2P trên 3 như thế này thì một con diode nó dẫn. Đấy. Cho nên là 3 lần như vậy thì nó sẽ bằng với cái dòng qua tải. Và cái điện áp ngược lớn nhất trên diode là bằng là căn 3 VM. Như vậy nó sẽ bằng là căn 6 V. Nếu như chúng ta dùng chỉnh lưu 3 pha cầu thì mình dùng 6 con diode và chúng ta mắc như thế này ở một cái pha ngõ vào, thì mình sẽ mắc là hai con diode nối liên tiếp nhau như thế này, và mình câu vào cái đoạn nối giữa N và P của các cái con diode tương ứng như vậy. Tương tự như vậy đối với pha B, mình nối giữa N và P của D3 và D4, và cái pha C thì mình sẽ nối giữa D5 và D6. Ở
cái ngõ ra của cái cầu diode này thì mình sẽ nối với tải. Thì cái dạng sóng của VA, VB, VC thì chúng ta cũng thấy là nó không có đổi gì, nên cứ một cái pha như vậy thì nó sẽ lệch nhau 120 độ, 120 độ. À, thế thì ở đây khi chúng ta mà nối các cái N của D1, 3, 5 với nhau và P của 2, 4, 6 với nhau thì lúc này các diode của mình nó sẽ dẫn theo từng cặp, nó sẽ dẫn theo từng cặp. Đấy. Thì nó cũng theo cái cách thức là cái điện áp nào mà lớn hơn mà mình đặt vào cực P của cái con diode đó thì cái con diode đó nó sẽ dẫn, hoặc là cái điện áp nào bé hơn mà đặt vào N của các con diode thì lúc đó diode tương ứng sẽ dẫn. Ví dụ ở trong cái đoạn là từ pi trên 6 mà cho đến là 5 pi trên 6, tức là từ 30 độ này mình nhìn cho nó dễ, tới 150 độ thì lúc này là điện áp VA là lớn nhất ha, VA lớn nhất. Đấy. Như vậy là trong cái khoảng thời gian này á thì mình sẽ có D1 dẫn, D1 dẫn. Đấy. Như vậy là từ 30 độ cho đến 150 độ là D1 dẫn. Nhưng mà trong cái khoảng từ từ đây đây cho dễ nha. Từ 90 độ mà cho đến là 210 độ thì chúng ta sẽ có là gì? À, cái điện áp VC là nhỏ nhất. Đấy, điện áp VC là nhỏ nhất. VC là nhỏ nhất. Như vậy trong cái thời gian này á, là ta sẽ có D6 nó dẫn. Đó, như vậy từ 90 độ, từ 90 độ thì ta có D6 dẫn, cho đến 210 độ thì ta có D6 dẫn. À, tương tự như vậy là từ 150 độ mà cho đến 270 độ. Đấy, thì VB lớn nhất cho nên là D3 dẫn. Như vậy D3 nó dẫn là từ 150 đến 270 độ. Đấy. Rồi tiếp theo á, là chúng ta sẽ có là gì? Từ 210 độ mà cho đến là 330 độ á, thì VA nhỏ nhất cho nên là D2 dẫn. D2 dẫn từ 210 cho đến 330 độ và cứ như thế. Còn cái điện áp đầu ra của mình thì nó sẽ bằng cái điện áp tương ứng giữa các cái ngõ vào đó. Ví dụ như là D1 và D4 dẫn. D1 là mình đưa vào là VA. D4 là mình đưa vào là VB. Như vậy trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta có cái VDC nó sẽ bằng VA trừ VB. À, ví dụ D1 và D6 dẫn. D1 là VA, đúng không? À, D2 là V6, cho nên nó sẽ bằng là VA trừ trừ VC. À, 150 đến 210 là D3 và D6. D3 đây. À, D3 như vậy nó sẽ bằng VB trừ cho VC. Đó. À, hay là gì? À, 270 đến 330 thì ta có D5 và D2. Đấy. D5 là VC và D2 là VA. Cho nên VA cho nên nó sẽ bằng là VC trừ VA. Đấy, và tương tự như vậy. Thế thì ở lúc này á mình có được cái dạng sóng ngõ ra là nó nhấp nhô như thế này và nói chung là nó cũng khá bằng phẳng đây các bạn. Đấy. Thì cái điện áp VDC này chính là cái điện áp trung bình mà mình cần tính. À, điện áp ra nó có 6 xung và cái chu kỳ của mình là T trên 6. À, từ đó chúng ta cũng sẽ đi tính cái giá trị trung bình. Như vậy á, là cái chu kỳ của mình là T trên 6, nhưng nó bằng là 1 2 pi trên 6. Đấy, như vậy trong công thức mình tính ở đây là bằng 1 trên 2 pi trên 6. Còn cái giá trị ở đây thì do chúng ta lấy một cái chu kỳ của nó ra, trích một cái chu kỳ ra để chúng ta tính. Như vậy nó là từ pi trên 6 mà cho đến là pi trên 2 và VA trừ VB đây ha, VA trừ VB. Ừ, thì nó sẽ ra là thì nó, đây là VA trừ VC các bạn. Thì nó sẽ ra là 3 căn 6V trên pi. Đấy, mình tính ra được như vậy. Thì cái giá trị trung bình nó sẽ bằng là VDC chia R. À, dòng trung bình qua mỗi diode thì nó là bằng là cái dòng này chia cho 3, bởi vì mình có tổng cộng là 6 cái con diode tất cả. À, và cái điện áp ngược lớn nhất đặt trên mỗi diode thì nó cũng bằng là căn 6V.